Chương 32, thói quen giàu có 21. Tôi sẽ dùng sức mạnh của sự tận dụng để đạt được mục tiêu và hoàn thành ước mơ. Người thành công sử dụng sức mạnh của sự tận dụng để tự giúp mình đạt mục tiêu và hoàn thành ước mơ. Tận dụng nghĩa là sử dụng mọi tài sản, kiến thức, kỹ năng, thời gian, tiền của và quan hệ của bạn để có thứ bạn muốn hoặc cần trong cuộc sống. Ví dụ, người thành công thường tìm đến những người giàu có chung chí hướng khác để được giới thiệu với những cá nhân hay hội nhóm có thể giúp đỡ họ. Những nhân vật này có thể mở ra những cánh cửa đang đóng trước mặt họ. Một ví dụ khác là cách người thành công tận dụng thời gian. Chỉ có 24 tiếng mỗi ngày với mỗi người. Nói đến thời gian, tất cả chúng ta đều như nhau. Người thành công hiểu rằng để tận dụng thời gian, họ cần những người khác cùng chung tay đưa họ đến gần hơn để đạt mục tiêu và hoàn thành ước mơ. 10 người cùng làm việc cho một mục tiêu tương đương với 240 tiếng mỗi ngày. Một ví dụ khác là cách người thành công tận dụng kiến thức và kỹ năng. Họ hiểu rằng họ không thể biết hết hay giỏi hết mọi thứ. Vì vậy, người thành công tận dụng kiến thức và kỹ năng của người họ quen biết. Họ khai thác kiến thức tập thể và kỹ năng của tất cả những người có quan hệ gần gũi, giúp họ chạm tới mục tiêu và ước mơ. Người không thành công không sử dụng sức mạnh của sự tận dụng để giúp mình trong cuộc sống. Họ không dựa vào ai ngoại trừ bản thân. Vì họ không có nhiều thói quen giàu có như xây dựng mối quan hệ, tạo mạng lưới quan hệ, cho trước, nhận sau và nhiều thói quen khác, nên họ chẳng có gì nhiều để tận dụng. Khi bạn hiểu sức mạnh mà sự tận dụng mang lại, bạn có thể tiếp cận các tài sản, kỹ năng, kiến thức, tiền của và ảnh hưởng của người khác. Tận dụng giúp bạn nhân thêm số giờ trong ngày khi bạn học cùng hợp tác với người khác để hướng đến một cái đích chung. Tóm lại, những người thành công sử dụng sức mạnh của sự tận dụng để giúp họ tiến gần hơn với mục tiêu và ước mơ của họ. Quan điểm của Michael Jardy: đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao người có tiền dễ kiếm được nhiều tiền hơn? Ý tôi là tại sao 1 triệu đô la thứ hai và thứ ba dễ kiếm hơn nhiều so với 1 triệu đô la đầu tiên? Đó là vì họ sử dụng thói quen giàu có tận dụng. Tôi không chỉ muốn đến vay miệng tường ở đây, nhưng Tom đã giải thích có ít nhất 4 thứ để người giàu tận dụng. Cùng xem nhé. 1. Tiền. Một trong những khác biệt lớn nhất trong cách người giàu và người bình thường xây dựng tài sản không phải là họ đầu tư tiền họ có thế nào, mà họ tận dụng và sử dụng số tiền họ có, họ không có thế nào để giúp họ giàu có. Trong khi người nghèo sợ mắc nợ, người giàu lại rất rõ dùng tiền không phải của mình để tạo dựng tài sản. Họ dùng tiền vay được để mở rộng các hoạt động đầu tư và thu hồi vốn nhiều hơn, nhanh hơn. 2. Mối quan hệ. Người giàu xây dựng một đội ngũ chất lượng xung quanh họ vì họ biết rằng nếu họ phát triển một mạng lưới tốt, họ sẽ không cần phải là chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Có một mạng lưới chất lượng bên cạnh sẽ cho phép bạn tận dụng chuyên môn của người khác. Như tôi vẫn nói, nếu bạn là người thông minh nhất trong đội của mình thì bạn gặp rắc rối to rồi. Trong thời đại này, quan trọng không phải bạn biết gì mà bạn quen ai, mà là người bạn quen biết ai, những ai. Đây không phải là lỗi đến mấy đâu nhé. Mạng lưới quan hệ có vai trò quan trọng trong việc phát triển tài sản của bạn, không chỉ vì bản thân họ biết gì mà còn vì những người họ quen biết cũng có thể giúp đỡ bạn. 3. Thời gian. Người giàu học cách tận dụng thời gian của họ đến mức cao nhất và hiệu quả nhất. Họ làm điều này bằng cách ủy thác những nhiệm vụ nhỏ nhặt cho người quản lý tài sản hay cho các nhà thầu khác. Thay vào đó, họ dành thời gian để học hỏi nhiều hơn, phát triển quan hệ hoặc tìm thêm mối làm ăn. 4. Tư duy. Một trong những điểm lớn nhất trong chiến lược tận dụng là tận dụng tư duy. Điều chúng tôi đang cố gắng truyền đạt đến bạn trong cuốn sách này là người giàu nghĩ khác với người bình thường. Tôi nhớ Robert Kiyoki, tác giả cuốn sách Cha nghèo, cha giàu đã nói thế này: hiện thực của kẻ hời nghi không cho thứ gì mới mẻ lạ đâu, trong khi hiện thực của kẻ ngốc không có khả năng giữ chân những ý tưởng ngu ngốc nằm ngoài bên ngoài.
Hãy mở rộng tư duy để tìm kiếm cơ hội tận dụng hay những cách mới.